Xin chào các bạn đã đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt mình đây đó chiếc Hyundai Tucson. Đấy, màu đỏ đô, phiên bản dầu đặc biệt. Một chiếc xe rất là hot và có cái mức giá niêm yết cao nhất trong trong dòng xe Tucson nhà mình. Đấy, thì trong video này thì mình sẽ xin giới thiệu đến các bạn những cái tính năng nổi bật của xe cũng như chính sách về giá bán, những màu xe sẵn giao của tháng 10 và đầu tháng 11. Các bạn quan tâm đến dòng xe Tucson thì xin vào liên hệ với cả Hùng Xe Hơi, số điện thoại thì mình xin để trên màn hình. Thì hiện tại bên mình đang có sẵn xe Tucson dầu màu đỏ, màu trắng giao ngay cho khách hàng. Thì về bản phiên bản Tucson đặc biệt xăng thì tháng này bên mình cũng xe màu trắng, cũng sẵn xe giao cho khách. Trên phiên bản turbo thì có về thêm vài chiếc xe Tucson turbo màu đỏ, còn màu trắng thì hơi hiếm. Còn bản tiêu chuẩn thì cơ bản thì vẫn có màu đen đỏ trắng. Vấn đề về giá thì hiện tại Tucson vẫn một chiếc xe rất là hot và vẫn đang được thị trường chào đón. Thì như chính sách giá thì cũng cộng thêm vài chục triệu so với giá niêm yết. Thì ở cái thời điểm này mình đánh giá là giá sẽ giảm, đang giảm khá là nhiều so với thời điểm cái đợt xe mà hiếm so với khoảng 3 đến 5 tháng trước. Đó. Thì về những cái điểm nổi bật của Tucson thì các bạn có thể thấy là những cái công nghệ ở trên đầu xe như là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC, rồi camera 360 độ, 4 cảm biến trước, hệ thống đèn full LED kèm công nghệ đèn ASB là tự động tắt pha khi gặp xe phía trước. Trên mặt kính thì có camera để phục vụ cho những cái công nghệ như là quét phương tiện và quét vạch quét người đi bộ, phòng tránh va chạm người đi bộ và phòng tránh va chạm so với xe phía trước. Kết hợp thêm là công nghệ hỗ trợ giữ làn và tự động điều chỉnh làn. Trên gương chiếu hậu bên ngoài được tích hợp camera 360 độ, có cảnh báo điểm mù trên gương, rồi sấy gương. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe, góc cạnh. Về phần cốp của xe thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn hậu dạng LED, có cốp điện kèm logo Hyundai ẩn ở đằng sau. Mặt kính thì mấy ông trộm chắc chắn là không thể làm mà ăn cắp được cái logo đấy rồi. Đấy, đây có cốp điện, có chống kẹt và có nhớ cốp, rồi có tự động mở cốp khi anh chị đứng ở vị trí phía sau cốp khoảng 30cm trong vòng 3 giây. Thì xe cũng được trang bị 4 cảm biến lùi. Và đến phần nội thất thì các bạn có thể thấy là xe được trang bị với ghế lái chỉnh điện 10 hướng và những cái công nghệ nổi bật trên bản dầu thì là cần số là nút bấm giống như bản turbo, còn bản xăng đặc biệt và xăng tiêu chuẩn là cần số vẫn là dạng cần số đó. Trên chiếc vô lăng này được tích hợp những cái phím bấm như là giữ khoảng cách so với xe phía trước này, rồi gói giới hạn tốc độ này, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, lệnh chuyển số trên vô lăng đó, chế độ công nghệ đèn tự động và gạt mưa tự động, kèm những nút trên đây như là nút thông gió, làm mát ghế này, sửa ấm ghế này, cho hai hàng ghế phía trước, sửa vô lăng, hỗ trợ đổ đèo, bật tắt cảm biến và bật tắt cam 360. Thì xe được trang bị điều hòa cũng như là trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, có lọc gió ion và có sạc không dây chuẩn quy ở vị trí này. Màn hình giải trí trung tâm với kích thước là 12,5 inch, có tích hợp công nghệ Apple CarPlay và Android Auto, kèm hệ thống định vị navigation do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Và màn hình đa thông tin ở đằng sau vô lăng cũng là 12,5 inch, hiển thị camera 360 khi xi nhan bên trái sẽ hiển thị bên trái và xi nhan bên phải thì sẽ hiển thị bên phải. Chúng ta có gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động. Thì cửa sổ trời thì
trên phiên bản là dầu và xăng đặc biệt và xăng tiêu chuẩn chưa được trang bị, thì chỉ có trên phiên bản xăng turbo mới được trang bị thôi. Đó. Loa của xe thì cũng được trang bị với 8 loa cao cấp là loa Bose. Âm thanh rất là trung thực và sống động. Hàng ghế phía sau xe rộng rãi, có độ ngả ghế tùy chỉnh, độ ngả ghế rất là lớn. Đấy. Thì chúng ta có ghế tốt này thì trên những hành trình dài thì chúng ta sẽ không bị mệt mỏi. Tạo có cửa gió điều hòa ghế sau kèm cổng sạc cho thiết bị điện tử. Đó. Và hiện tại thì mình cũng xin điểm qua một vài cái điểm đáng chú ý. Các bạn quan tâm đến xe Tucson thì xin vào liên hệ với cả số điện thoại mình để trên màn hình. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi vào channel của Hùng Xe Hơi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.